Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn cách để làm gel loang, hay nói cách khác là vẽ nail bằng gel loang. Đầu tiên thì Anna sẽ giới thiệu với các bạn gel loang. Đây là hai chai gel loang của hãng Ayanet, hãng sơn mà Anna vẫn đang sử dụng. Thì đây là D1, ký hiệu cho đây chính là loại gel loang nước trong suốt. Các bạn có thể mở nắp ra, sau đây chúng ta có thể thấy nó trong suốt như thóp vậy. Nhưng đây chính là gel loang. Nó là màu trong suốt giúp chúng ta có thể vẽ trên các nền màu khác như là đỏ, đen, xanh, tím gì đó. Còn D2 chính là gel loang màu trắng, tức là chúng ta chỉ có thể vẽ trên nền màu trắng vì bản chất của nó là chất loang trên nền màu trắng. Phần gel loang màu trắng này giúp chúng ta tiết kiệm nếu chúng ta sơn nền màu trắng ở dưới. Để có thể vẽ gel loang thì chúng ta cần có vật liệu để vẽ. Vật liệu để vẽ của chúng ta sẽ là sơn nền màu. Sơn nền màu chúng ta tùy ý chọn màu nào cũng được. Thì chúng ta sẽ đổ một ít sơn ra mặt phẳng để chúng ta vẽ. Các bạn chỉ cần nhỏ một giọt như thế này vào nơi chúng ta cần để. Để có thể vẽ thì đầu tiên chúng ta phải sơn nền. Sơn nền gel thì chúng ta phải đi nước số 1, số 2, sau đó sơn màu tùy thích. Ở đây Anna chọn màu trắng. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng gel loang này để đi lên. Đối với màu trắng thì chúng ta có thể chọn lửa D1 hoặc D2 là tùy ý. Ở đây Anna sẽ chọn lửa D1. Chúng ta vẫn sẽ sơn lên như bình thường, đầy móng, không quá dày mà cũng không được quá mỏng. Và phải sơn phủ hết móng chứ không được lồi lợm chởm. Sau khi chúng ta cho chất loang lên như thế này thì chúng ta không được hơ đèn, mà trực tiếp chúng ta sẽ vẽ lên. Anna sẽ sử dụng cọ và lấy nước sơn để vẽ lên. Đây là nước sơn này lúc nãy Anna đổ ra, thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ như sau. Ở giữa móng thì Anna sẽ vẽ một xoắn ốc nhỏ như thế này. Nhích thêm một ít nước sơn cho lên đây, vẽ một chữ cờ nhỏ. Bên đây một ít nước sơn nữa, nối đầu này nối qua tới đây. Thao tác liên tục, mỗi lần các bạn nhích nước sơn là mỗi lần những hạt nước sơn trên đầu cọ có kích thước gần ngang nhau. Ở đây Anna sẽ vẽ một cái hoa hồng full móng, tức là một cái hoa hồng cho toàn móng như thế này. Các bạn có thể mỗi lần chúng ta mỗi dít hạt nước, hạt sơn lớn hơn để diễn tả cho cánh hoa càng nở ra ngoài thì cánh hoa càng to. Chúng ta cứ lần lượt chúng ta sẽ vẽ như thế này. Rất đơn giản, thao tác các bạn chú ý. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Các bạn có thể đợi cho các cánh hoa nở ra hơn, hoặc để như thế và đi hơ đèn để cố định. Sau khi các bạn hơ đèn thì nó sẽ không nở ra nữa và nó sẽ khô cố định. Đây là tác phẩm của chúng ta sau khi chúng ta hơ đèn cố định. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ sơn tóp lên. Tóp thì chúng ta cũng cho đủ móng lên. Đây là mẫu vẽ của chúng ta sau khi đã sơn tóp lên. Anna sẽ chia sẻ với các bạn mẫu thứ hai. Việc đầu tiên của chúng ta vẫn là phải cho chất gel loang lên. Sau khi sơn xong D1 lên mặt móng thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Các bạn cũng sẽ dít một hạt nước sơn nhỏ trên đầu cỏ như thế này. Rồi xoắn ốc nhỏ phần đây, một cái xoắn ốc nhỏ để tạo ra cái nụ. Rồi lần lượt dít những hạt sơn nhỏ. Chúng ta sẽ nhanh tay để vẽ từng chữ C ôm lấy cái xoắn ốc nhỏ này, để tượng trưng cho từng cánh hoa hồng. Vẽ siêu loang chúng ta phải chịu khó nhanh tay. Rồi, xong một cái hoa hồng nhỏ, phía trên này Anna sẽ làm thêm một cái hoa hồng nhỏ nữa. Chúng ta sẽ phải nhanh tay lên để
cho độ lớn của những cánh hoa được đồng đều nhau. Rồi chúng ta sẽ đi hờ đèn cố định. Sau khi đã hơ đèn cố định độ nở của hoa rồi thì chúng ta sẽ trang trí các bước tiếp theo như là sử dụng nước sơn màu xanh lá cây để vẽ lá. Vẽ lá xong rồi thì chúng ta cũng sẽ hơ đèn cố định lần nữa. Nếu muốn trang trí thêm thì chúng ta có thể sử dụng gel đính đá và đá để đính lên. Sử dụng cọ để dính một ít gel đính đá. Cho lên phần móng mà nơi mà chúng ta muốn đính đá. Sau đó sử dụng cây chấm đá và đá để đính lên. Sau khi cho bi trắng và đá lên rồi thì chúng ta cũng có thể vẽ thêm một vài họa tiết lấp lánh như sau. Các bạn sẽ sử dụng siêu vẽ màu đen. Để vẽ những dấu cộng nhỏ để tượng trưng cho các họa tiết lấp lánh. Như thế này, rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho đi hơ đèn. Sau khi đã vẽ xong và trang trí xong rồi thì chúng ta sẽ cho lớp top lên. Vậy Lana vừa chia sẻ xong với các bạn hai mẫu vẽ nail bằng gel loang vô cùng nhanh chóng và độc đáo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Lana. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like và chia sẻ video để có tập tiếp theo về gel loang nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.